Cháu nghe đâu thông tin thì ngày hôm qua là bên phía nhà nước cũng đã họp dân để mà tổ chức là sẽ tiến hành xây dựng nhà ở cho bà con. À, mấy con già gà này phải nói là cao số lắm đây, bây giờ nó sống như này đây. Mất gần hết rồi. Người thân nhà chú Cai đây. Cũng biết thông tin, cũng hỏi để xem có người nhà mình có cho con mình ở đấy có biết cho biết không. À, bây giờ là kêu hết tất cả anh em về cái khu vực này để chúng ta tại hiện trường, tại những cái ngôi nhà của bên phía nhà chú Cai để mà có những cái sự hỗ trợ nha cả nhà. Rồi đi đi chị. Mến chào quý ông bà cô chú và các anh chị. Thì lời nói đầu tiên cho phép Lục Tàng được gửi lời chúc đến quý ông bà cô chú anh chị trong kênh là luôn có nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong sống. Đây là cái cung đường mà đang đi vô làng Lũ đây quý ông bà cô chú anh chị. Thì mấy ngày hôm nay anh em Lục Tàng ra đến đây á thì cũng đang túc trực và vô cập nhật những cái thông tin mới nhất liên quan đến cái làng Lũ mà bị sạt lấp đó cho cả nhà nắm bắt. Thì được rất là nhiều quý ông bà cô chú anh chị ở trong kênh quan tâm. Anh em cũng đang nhận những cái sự hỗ trợ về để hỗ trợ cho bà con ở khu vực vùng lũ. Thì cũng rất là nhiều cái khó khăn trên cái cung đường mà anh em đi vào. Thì ngày hôm nay á là ngày 16 tháng 9 là trời đêm hôm qua là mưa, và sáng ngày hôm nay anh em vô đây á là tưởng chừng rằng là sẽ không đi được, nhưng mà bây giờ nó cũng đã ngớt mưa thì anh em cũng đã lăn xả và tiếp tục lên đường để vào bên trong đó nha cả nhà. Trên đường này thì cả nhà có thể thấy là núi như vậy đó, mây như vậy đó, nó đang còn sương mù như vậy đó, và có khả năng nó sẽ sạt lở bất cứ lúc nào, anh em đi sẽ rất là nguy hiểm nha cả nhà. Nhưng mà vì công việc và vì cái sự nhiệt huyết của mình mang đến cái tình yêu thương của quý ông bà cô chú anh chị vào bên trong tận hiện trường, tận tay những người mà bị mất mát thiệt hại đó cả nhà, phải nói đến là một cái nỗi đau vô cùng lớn. Thì anh em là những người trực tiếp đã đi đến đây rồi thì anh em sẽ trao những cái phần quà yêu thương đến tận tay cho bà con, và vô quay là phải quay thực tế, tham khảo tình hình, chia sớt làm sao cho nó hợp tình hợp lý, những hộ nào cần sự trợ giúp và những hộ nào đã được trợ giúp rồi thì chúng ta sẽ hạn chế lại để cho nó có sự công bằng, chứ người có người không thì cũng tội cho họ nha cả nhà. Trước đó thì anh em đã vào trao là 39 hộ dân với tổng số tiền là 39 triệu rồi, thì ngày hôm nay là anh em lại tiếp tục vô và có sự yêu thương của quý ông bà cô chú anh chị gửi về, cho nên là anh em sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong ngày hôm nay. Thì mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị đồng hành theo chân của anh em của Lực Tàng vào trong làng Nũ nha quý ông bà cô chú anh chị. Đây nha cả nhà, trước mắt Lực Tàng là một con cái vụ sạt lở kinh khủng khiếp đây cả nhà này. Đây nó cũng ùa xuống dưới sông và bên trên thì đang nguy cơ sạt lở rất là mạnh luôn. Mà vợ chồng Lực Tàng là trời đang mưa, và bây giờ là hiện tại giờ là 10 giờ 15 phút trưa. Trời đang mưa nhỏ đây cả nhà. Tí nữa nếu mà nó mưa to thì không biết là cái chỗ này nó sẽ như thế nào. Lực Tàng cũng đang chờ là đoàn của Lực Tàng mà đi đâu mất tiêu rồi không thấy. Giờ chỉ có vợ chồng Lực Tàng đứng cái khu vực này đấy cả nhà. Cả nhà thấy nó hoang vu không? Chỉ có tiếng nước suối chảy và bên đây là một cái quả đồi phải nói đến kinh khủng khiếp. Nếu như mà nó dồn xuống một cái thì có lẽ rằng là vợ chồng Lực Tàng mất bóng luôn cả nhà. Đó, thì bây giờ là phải mưa thì mưa cũng phải đi qua cái chỗ nguy hiểm này chứ đã. Rồi bắt đầu là mới chỗ an toàn là mới đứng lại nha cả nhà. Đây nè, trên kia là núi cả nhà kìa. Đó. À, nguy cơ là nó lũ quét, nó trào về lúc nào cũng hay đâu. Bây giờ là đi thôi, chứ không có đứng đây được nữa. Đang còn một nửa đường nữa mới vô đến làng Lũ nha cả nhà. À, đi lên xe đi thôi, đi gấp thôi nha cả nhà nhìn thấy kinh không? Đây mới chỉ là một trong những cái điểm sạt lở trong cái cung đường đi vô làng Lũ thôi nha cả nhà, còn rất là nhiều những cái chỗ sạt lở nguy hiểm nữa chứ không phải là như vậy đâu. Mà bên dưới đây là cả nhà thấy là một cái dòng suối đang chảy nè, sâu hẳm ở dưới đó cả nhà. Đó, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vượt qua cái đoạn nguy hiểm này đi rồi đứng chờ anh em sau, chứ đứng đây nguy hiểm quá. Đây, sạt đổ xuống đây cả nhà. Đường này đây rất là dài luôn chứ không phải là ngắn đâu nha. À, bây giờ là mưa xuống là nước nó lại trơn, chạy rất là nguy hiểm. Cho nên là các đoàn, các hội, các nhóm mà bây giờ là chỉ có anh em Lực Tàng đi xe máy vô thì mới may trong là tiếp cận được. Đây cả nhà nhìn thấy không, nước ở trên đồi vẫn chảy xuống nha. Đấy, nguy
nguy cơ là sạt bất cứ lúc nào đây nè. Vô mấy cái chỗ này sợ lắm cả nhà. Sáng nay mà nó mưa lớn một chút xíu nữa là anh em không có đi được đâu, và anh em không dám vô đâu. Đây sạt rất là mạnh luôn, ùa hết xuống sông luôn cả nhà. Nói chứ cảm ta đi vào trong đây run lắm cả nhà, ép tim lắm. Ồ vào đây mà nói sạt hay sao mà sạt dài dữ ta. À, gì? À thấy không, trời ơi mà trước đi đâu có sạt nhiều như này đâu ta, mới luôn nè cả nhà. Ôi trời quay số rồi nè. Vô đây là cứ phải cài số 1 nha cả nhà, để cho nó trôi sông trôi dốc thôi, chứ còn nếu mà chạy số 2 số 3 là nó trôi nhanh lắm. Đó mới chỉ là một vài điểm thôi nha cả nhà, lại đang cũng quay rất là nhiều cái cung đường này mà chưa đăng lên cho cả nhà. Núi nứt thế cả này nè. Đây có mấy cái cồi chòi, chắc là cũng bỏ xứ ra đi rồi. Sợ nhất là ba cái khe núi này cả nhà này. Nước ở trên núi đổ về cả nhà thấy không? Nước rất là trong luôn đó. Mà càng nước càng nhiều thì càng nguy cơ sạt lở càng mạnh. Đây là các đoàn cứu trợ, họ cũng đâu có dám vô đây đâu cả nhà. Chỉ có trời nắng rồi may chăng mà có đi xe máy vô được, liên lỗi vô chứ còn. Nếu mà nói mà đi vô đây mà tấp nập á, nó sạt một cái nó ùa hết đi luôn đó cả nhà. Nguy hiểm lắm đó. Đây là một trong những cái góc cua mà cả nhà thấy là Lực Tàn đứng trên đây là bằng cái nóc nhà của người ta rồi cả nhà. Đó là mà dốc này. Đầu lao xuống dốc đây là cua xuống cách làng nũ khoảng tầm cỡ 2-3 km này nha cả nhà. 3-4 cây nè. Rất là căng. Ở đây thì yên bình và lúa rất là xanh tốt đây cả nhà. Đó, còn đi vào trong này là gần đến làng nũ rồi đây. Phía trước đây là một vụ sạt lở là ngày hôm qua hay ngày hôm kia là sạt ở đây rồi cả nhà này. Hôm trước là tàng vô là không thấy, nhưng bữa nay vô là thấy rồi đây nè. Đó. Máy múc là phải đang thông đường ở đây nè. Biết có đi vô được không ở đây. À, ôi trời. Nè, máy. Để xuống, để xuống. Qua được kìa. Dừng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vô đến nơi rồi đây cả nhà. Bùn đất này. Qua trong đây mưa to không cô? Có mưa to lắm. Mưa to à? Nguy hiểm nha. Thế này mà cứ mưa xuống là thấy ớn rồi cả nhà. Bây giờ là trưa rồi, nhưng bộ đội hình như cũng nghỉ trưa rồi sao? Đây cả nhà. Đoàn có Lực Tàn đâu mất tiêu rồi, giờ chỉ có mình Lực Tàn với vợ Lực Tàn vô được đến đây rồi cả nhà này. Dưới đây là
ngõ cuối cùng và lượng nước vẫn chảy rất là mạnh luôn này cả nhà. Mưa xuống là chỉ cần ở đây chỉ cần mưa nhỏ thôi là nước lên lại trào về rất là nhanh như thế này đây. Bà con đến đây để coi. Sáng giờ tìm được người nào chưa các cô? Chưa tìm được người nào nữa. Sáng ở đây mưa lớn lắm mà cô. Tối hôm qua. Mưa lớn lắm mà. Mưa lên xong nguy hiểm quá. Cứ càng mưa là càng nguy hiểm cả nhà. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xuống coi là máy múc hoạt động hết công suất như thế nào để mà tìm thi thể nha cả nhà. Để vô cập nhật cho cả nhà là nói chung là bây giờ kiếm ở đây là rất khó. Ngày hôm trước là tôi ra sông cách đây 10 km luôn cả nhà. Bên kia là chắc đang làm thủ tục để mai táng hay gì bên kia cả. Vô đây là thấy là một bầu không khí là chỉ có tang tóc và đau thương thôi cả nhà. Bên đó là họ máy múc, đang múc. À, người dân cũng đang đi tìm kiếm phía dưới đây này nè, phụ với lại các bộ đội. Ngày hôm nay là tàng quay là ngày 19 tháng 6 nha cả, 16 tháng 9 nha cả nhà. Rồi coi như là tính đến ngày hôm nay là ngày thứ 8 tìm kiếm ở đây rồi đây. Hiện tại bây giờ thì ngày hôm nay nghe đâu thông tin là ngày hôm qua hôm kia thì là thông báo là 18 người sống sót trở về nữa nha cả nhà. Thì nâng cái tổng số con người lên là hình như là 26 người được về. Và người mất tích ở dưới đây thì chỉ còn lại là mười mấy người nữa thôi nha cả nhà, chứ không có lên là ba mấy nha. Hôm qua 18 về là vậy là đang còn mất tích khoảng 17-18 người nữa. Nghe như thông tin là nói như vậy. Tìm quá con chán không thấy. Vâng. Thấy mà chưa. Hôm nay còn thích thêm một tí hôm nay. Vâng ơi. Là thưa các đoàn vào đây thăm đấy ạ. Thưa các đoàn đây thăm ở trong rồi cứu hộ cứu nạn. Vâng. Còn từ ngày hôm kia trở về cái ngày thứ hai thôi là đi nhiều xe xếp từ đây ra ngoài hàng trăm xe, xe ô tô rồi thì các cái loại phương tiện của con người đầy đủ, bộ đội huy động cả quân khu 2 lên hơn 600 chiến sĩ. Bọn em chỉ có mấy anh chị em chơi thân cho nên là đi chơi bảo là đi lên thăm làng ngủ. Dạ đúng rồi, giờ để được con chứng kiến tận mắt được cuộc sống ở đây của họ sau thiên tai là như thế này. Chú, nhà chú là bao nhiêu người dưới đây chú? Nhà bản thân nhà chú thì không mất cái gì mà anh em thôi, hai đứa em chú. Dạ. Một đứa em chú, một đứa em thím, ba đứa cháu là đi 5 người, hiện nay là mới tìm được 3. 5 người tìm được 3. 6 người chứ. 6 người. 6 người hiện nay là tìm được 4 rồi, còn 2. Còn 2 ha. Là nhà địa điểm là nằm khúc nào chú? Hả? Địa điểm của những người mất đó là nằm ở giữa đây hay là ở đâu? Đây, trên bãi đá. Là trên bãi đá trên kia ha.
Ừ. Khả năng tìm kiếm bây giờ ở khu vực này là cháu nghĩ là rất là khó rồi. Và hôm trước thì nó trôi ra đến cách đây cả 10 km ra đến mãi đập thủy điện ngoài kia chú ạ. Ừ, đúng rồi. Xa lắm rồi. Xuống tận cầu Tô Mộ Yên Bái cơ mà. Dạ. Trôi theo dòng nước. Xác đấy lên cơ mà. Dạ. Lấy được cả xác từ đây lên được. Ừ. Là nhà chú là khi mà tìm thấy là tìm thấy lâu chưa hay là mới đây thôi hay là từng ngày một? Hôm mùng 10 thì tìm thấy hôm 12. Hôm nay là 15 nhỉ. À vậy là nó cũng đã ấy rồi ha. Bây giờ còn hai xác chưa tìm thấy gì. Hai xác chưa tìm thấy. Là người lớn hay là trẻ nhỏ chú? Một ông sinh 66 bây giờ nói xem nào. Cũng gần hơn 50 rồi. Hơn 50 rồi ha. Còn một cháu là 8 tuổi. Dạ. Tội nghiệp quá cả nhà ơi. Tội nghiệp quá. Cứ trông chờ vào cái sự tìm kiếm của chiến sĩ bộ đội với lại bên ngành chức năng, nhưng mà mỗi mòn chờ đợi cũng không thấy đâu cả nhà. Cũng không biết là nó trôi đi đâu hay nó đang nằm dưới đây hay là như thế nào. Nói chung là bạch tôn tín. Cái khu ngoài kia nó còn nhà sàn nhà ấy, nhưng mà khu này nhiều nhà xây thì cái khu này cho là an toàn nhất. Dạ. Khu xây kiên cố. À. Bây giờ mình... Nhưng mà đa số cái người mà ở nhà xây là hình như không tìm cái xác nhiều. Ở nhà sàn nó còn cái kiểu nó ụp xuống nó bay được. À. Nhà xây là bờ tường là nó đập luôn, nó dập luôn. Đa số cái bây giờ là dễ nhà xây là ít tìm cái xác. Nói thì là hơi đau lòng, nhưng mà nơi đây thành là một cái ngôi mộ luôn. Đây là sau này không ai dám làm gì xuống đây. Đường dây điện cũ là đi trên này luôn. Đấy, đường điện đấy. Cháu nghe đâu thông tin thì ngày hôm qua là bên phía nhà nước cũng đã họp dân để mà tổ chức là sẽ tiến hành xây dựng nhà ở cho bà con. Là cái khu vực cũng gần đây đúng không chú? Gần đây rồi. Dạ. Là đã thống nhất hết chưa, là đã thống nhất rồi. Thống nhất hết rồi. Đang cho làm cái nhà ở tạm. Dạ. Nhà ở tạm. Từ nay đến 30 tháng 9 là phải xong cái nhà tạm, cái người không mất hoàn toàn nhà. Dạ. Thế từ nay đến 30 tháng 12 là xong cái khu tái định cư. Dạ. Là làm tốc hành luôn. Thủ tướng trực tiếp xuống chỉ đạo. Dạ. Thủ tướng xuống đến đây mà thủ tướng còn phải bật khóc mà cả nhà. Đúng rồi. Ừ. Rồi thì cháu còn nghe một thông tin nữa là ngày hôm trước là có 18 người về đây không trong danh sách mất tích về đúng không chú? Ừ đúng rồi. À, như vậy là nâng cái tổng số cái người còn sống lên khá là nhiều. Và hiện tại bây giờ nằm ở dưới đây thì chỉ còn lại là đâu mười mấy người nữa. Mười mấy người đang mất tích đúng không chú? Bữa nay không tìm kiếm mà sao ta? Ừ. Tại vì hôm trước là ba mấy người, mà hôm qua là về thêm 18 người rồi. Thì nói chung là đang còn mười mấy người ở dưới đây thôi, mất tích thôi. Mà trong số đó là có hai người của nhà chú ở đây nha cả nhà. Hai người nhà. Cả nhà thấy tội nghiệp không cả nhà? Cứ ra đứng trông chờ, đứng trên bờ trông chờ rồi đi xuống đi tìm khắp mọi nơi rồi cuối cùng cũng không thấy được người thân của mình. Hãy nói đến là quá chỉ là đau xót. À, máy múc thì ngày hôm nay vẫn chắc là buổi sáng nay hoạt động và chiều nay thì rất có lẽ là họ nghỉ trưa rồi đấy cả nhà. Lực ta cũng yên tâm một phần là khi mà bên nhà nước họ tiến hành là họp dân đêm qua và xây dựng thì như vậy là bà con cũng đã chuẩn bị là vào cái giai đoạn là ổn định rồi đó cả nhà. Sau cơn mưa thì trời lại sáng, nhưng mà cái bầu trời sáng này nó mang theo rất là nhiều cái đau khổ mà chắc là ký ức của những người ở khu vực này sẽ không bao giờ mà phai nhòa được đâu cả nhà. Rất là ảm đạm và lạnh lẽo ở khu vực này. Họ ở cách đây khoảng 2 km và trên những cái đỉnh đồi cao, tức là bên phía chính quyền họ cũng đã tham khảo và họ nắm bắt được để có một cái nơi ở thực sự là tốt đẹp cho bà con và sống trong một cái cảnh không cần phải lo lắng lo âu gì nữa nha cả nhà. Còn không biết là những nạn nhân ở dưới đây thì liệu chừng có tìm được nữa hay không, và có thêm được nạn nhân nào để thấy được mà về an nghỉ để được ấm áp với gia đình và người thân hay không nha cả nhà. Thực sự là quá xót xa. Còn bên phía nhà chú Cai thì ngày hôm nay anh em sẽ vô để mà quay phim, để mà có những cái sự hỗ trợ đến bên phía nhà chú Cai. Anh em cũng đã lên đến tận cái đỉnh đồi để rồi mà quay phim, truyền tải những cái thước phim về những cái ngôi mộ
và ngay cái hiện trường đầu của cái vụ sạt lở là trên đó nó rất là khủng khiếp và kinh hoàng nha cả nhà. Nhà chú Cai là mất đi 10 cái nóc nhà và tổng số người là 12 và tìm hết được 11 rồi, còn lại là một người đã tìm chưa ra. Và cái người phụ nữ mà hôm bữa mà Lực Tàng quay đó cả nhà, là mẹ đi tìm con đó, thì cũng đã có cái sự hỗ trợ được rất là nhiều về phía mặt tiền mặt đó cả nhà. Thì Lực Tàng cũng nghe thông tin là cũng ổn. Và trong đây thì phước ai người ấy hưởng cả nhà, thì nhiều người cũng nhận được khá là nhiều và nhiều người thì cũng chưa nhận được là bao nhiêu đó. Nói chung là các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các hội, các nhóm về thì họ cũng điều tra và tìm hiểu. Thì gặp có duyên với ai thì người đó nhận được nhiều. Rồi những người ở trong bệnh viện thì cũng đã nhận được cũng khá là nhiều. Nhưng mà cái số tiền so với trong thời điểm hiện tại bây giờ thì nó chả là bao nhiêu cả nhà. Tại vì cái mất mát nó quá to lớn về mặt người con người. Nên là không có cái gì có thể xóa nhòa đi được cái nỗi đau đó. Thật sự là nhìn cái khung cảnh tang hoang mà bên trên phía đỉnh đồi trên kia là anh em cũng đã có lên trên đó rồi đó cả nhà. Đó thì như vậy là Lực Tàng cũng nắm bắt được cái thông tin như vậy thì cũng truyền tải cho cả nhà. Và ngày hôm qua trời mưa rất lớn thì nước vẫn đang đổ về đây rất là nhiều. Mỗi một trận mưa nho nhỏ thôi là ở đây nó giống như thể là một cái sự đe dọa kinh hoàng mà nó ám ảnh đến những người dân ở đây luôn. Cứ thấy trời mưa là sợ cả nhà. Mà hình như là nghe đâu thông tin là hai cơn áp thấp nhiệt đới đang còn chuẩn bị hoành hành và chuẩn bị ập vào bên phía trong, không biết là Biển Đông nữa cả nhà. Là không biết là khi nào nó cấu thành bão nữa. Thì bên phía các nhà thời tiết thì họ cũng dự báo là sẽ có bão trong tháng 9 này, nhưng mà chưa biết ngày nào nha cả nhà. Nếu mà bão nữa nó vô mà ập trong đây nữa thì rất là nguy hiểm. Anh đây chắc là người địa phương ở đây và cầm một cái này giống như thể là cái gù của con trâu à. Cái đó là cái gì anh? Cái mỏ trâu à? Để kéo cày đó ha. Bữa trưa thì nghỉ rồi nha cả nhà. Đó thì Lực Tàng truyền tải cho cả nhà như vậy. Là một con chó nè cả nhà. Đó là người dân đang sốt lại đây ha. Đang sốt lại gà đây nè cả nhà. Gà với lại chó. Đây mấy con gà. Mấy con già gà này phải nói đến là cao số lắm đây, bây giờ nó sống như này đây. Mấy gà cao số lắm đây. Đi gửi. Thế người thân của mình có ai dưới đây không? Mất gần hết rồi. Thế là nhà của mình cũng trôi ở đây, là tổng cộng anh em trong gia đình là mất mấy nóc nhà? 12 nóc. Ồ, thế là tổng số người thì bao nhiêu ạ? 13 người, 12 nóc nhà. Trời ơi là trời. Ôi, tội nghiệp tôi chó không? Là tìm được bao nhiêu người rồi chị? Người là thiếu một người nữa ha. Vâng. Vậy mà kỳ ha, cứ mỗi gia đình lại thiếu một người vậy, không tìm hết được. Vâng. Kiểu như thế là kéo nhau đi theo rồi phải giữ lại một người hay gì? Dạ. Thế là ngày nào cũng cứ phải đi ra đây rồi cầm cây đi xăm đó rồi đi tìm phụ đó chị ha. Vâng, hôm nào các đội cứu hộ đi thì mình cũng đi. Dạ. Hôm nào các đội cứu hộ về thì mình cũng về. Dạ. Biết tìm ở đâu nữa. Thế rồi bây giờ làm đem mấy con gà này thì đem về để gửi nhà cao hơn á, người quen cao hơn á. Cũng không cao hơn đâu, ngoài này thôi, nhưng mà bây giờ còn có chỗ nhốt thì lấy đi nó nhốt thôi. Dạ. Vâng. Không hình như ông về con chó này. Rồi cái túi đồ gì đây nữa? Cái này là túi phân đạm. Phân đạm ha. Vâng.
Ông ơi, con chó của ông phải không ông? Vâng. Dạ. Tại mấy hôm nó ở đây nó không có ai, nó buồn. Cháu rủ nó đi, nó không đi. Từ hôm nhà nó đi lang thang hết rồi. Ồ, thế là nhà con chó này nè, là cháu thấy nó đi tìm ở nơi cái khu này nè. Là nhà nó ở đó đúng không ông? Nhà ở đây thôi. Nhà ngay đây nè. Nhà ngay đây mà nó cứ lang thang lẩn thẩn, nó đi tìm người suốt cả nhà. Nó đi tìm chủ nó, nhìn nó buồn hiu đây cả nhà này. À, nhìn con chó tội nghiệp không cả nhà? Tội lắm. Gọi đi không biết nó đi không, đến nửa đường nó lại quay về. À. Thế là con chó này là của người thân nhà chú đúng không? Vâng. Người thân nhà ông đó, là nhà ông hết bao nhiêu người không? Không, nhà thì không hết. Người thì may mắn là chạy thoát được, còn nhà thì à, vậy là chú chó này nó đi tìm nhà thôi chứ nó không có tìm người. Vậy là nó đi tìm nhà nó, nhưng nó phụ lực lượng chức năng là đi tìm người thì ở trong xóm trong bản thôi. Vâng. Ờ, dạ, vậy là con cũng mừng cho nhà ông thôi, thì mất của rồi còn còn người ông ha. Vâng. Dạ. Nó đi tìm chủ thôi. Dạ. Tìm nhà nó ở đấy. Rồi thì bây giờ chúng ta lại đi vô trong đây nha cả nhà. Thì ngày hôm nay là anh em xuống đây thì gặp nhà chú Cai. Chú Cai thì cũng mất rất là nhiều người, 12 người mà tìm được 11 rồi, cũng đang giữ lại một người. Ở đây rồi nè. Là anh em cũng muốn là tổ kêu hết về với cái ngôi nhà sập này để anh em có một số cái sự hỗ trợ cho bên phía gia đình nhà chú Cai. Đi đường này nè. Không để dép trên đó, đi trên không thôi. Để dép đây nè. Ta sẽ để dép ở đây để đi trên không thôi nha cả nhà. Ở đây thì cả nhà thông cảm, cameraman cầm máy á, thì đi sau lực tàng thì sẽ khó quay lắm. Đây là đường bữa nay là nó không có nước nữa, cho nên là đi nó sẽ rất là ghê gớm. Và anh em lực tàng sẽ cởi dép ra để đi. Không có ủng nha cả nhà. Đây, người thân nhà chú Cai đây. Sau này chắc là vài ngày nữa em đi ra làm kinh tế thì là kiểu gì cũng biết. Vâng. Chắc là cũng không giấu được. Vâng. Vâng. Chị cảm ơn nhé. Vâng ạ. Vâng. Vâng. Vâng ạ. Chị chào em. Này là con trai của chị Đính. Yeah. Bây giờ là ở nhà thì là cũng ông bên ông bà ngoại thì là cũng gặp vào cơn bão, cũng là nhất là ông bà ngoại với là em mợ với là hai em cậu với hai đứa cháu, bây giờ cũng ai cũng mất hết rồi, cả nhà cả cửa chẳng còn gì nữa. Bây giờ bên đơn vị thì là cũng biết thông tin, cũng hỏi để xem có người nhà mình có cho con mình ở đấy có biết cho biết không. À. Ý là từ hôm em đang đi bộ đội hay đi đâu hả chị? Đi bộ đội. Là con của chị. Con của chị là nó bây giờ nó chưa có biết. Mà chưa, bên phía đơn vị là họ gọi điện về là họ nói là có nên cho biết hay không. Vâng. Thì ý của chị là như thế nào? Có cho biết không? Ý là chị nghĩ là chị vừa nãy chị cũng vừa kể với đơn vị bên đấy là chắc là cũng cho biết thôi, bởi vì là hôm nay nó 7 ngày là chị cũng giấu, từ hôm đến ngày thứ hai là đơn vị của con của chị cũng điện về cho chị rồi. Thế là chị bảo là không cho con biết, sợ con nó lo lắng quá. Vâng, bởi vì là bên ông ngoại bà ngoại nó cũng mất hết rồi, bây giờ cũng quá là khá là nhiều người rồi, cũng rất là đau đớn là không cho con biết. Nhưng mà bây giờ từ sáng nay về thì là
đơn vị của con thì là cũng điện 2-3 lần rồi, thì là chị cũng bảo thôi thì là chắc cũng cho con biết đi thôi, bởi vì mấy nữa thì là con về đơn vị nó chống báo thì là không được dùng điện thoại ấy. Là không biết, chắc là mấy nữa thì không có báo thì là con đi ra làm kinh tế kiểu gì con cũng biết thôi. Đúng rồi. Thì không thể mà giấu được. Vâng. Thì là nhà chị là tổng mất mấy người, tìm được mấy người? 12 người. Tìm đây là con chú, nhà chú Cai này. Con chú, con thím là tổng là 12 người ấy. Còn một đấy, người nữa đang lấp ở đây nè, không biết là khu vực nào, chưa tìm ra. Khu nào? Đấy là em cộng út. Dạ. Út của chị ấy. Vâng. Còn 11 người thì là tìm thấy được chôn cất hết rồi. Chôn cất trên đồi cao mà hôm bữa anh em lục tàng có lên trên quay rồi đó cả nhà. Đấy. Quá đau xót. Chị mới bảo là có được có mối hai bên để các em ấy là đi đến nơi để quay cái chỗ mà bố mẹ của chị mất mát quá to lớn thì mới quay đến, còn các người khác thì về thì cũng không đến chỗ tận nơi. Chưa đến tận nơi như tụi em đâu ha. Đúng đúng dạ. Rồi, đúng rồi. Hiểu. Ừ. Rồi thì bây giờ là kêu hết tất cả anh em về cái khu vực này để chúng ta tại hiện trường, tại những cái ngôi nhà có bên phía nhà chú Cai để mà có những cái sự hỗ trợ nha cả nhà. Rồi đi đi chị. Đi. Đó thì anh em cũng quay lên là những cái thước phim đầu tiên về gia đình nhà chú Cai. Cho nên là cũng được các quý mạnh thường quân bên hai kênh. Bây giờ thì có là cái này là toàn con cháu của chú Cai cả thôi, bây giờ cũng không biết nhìn vào ai nữa. Dạ. Có mình chú với lại còn bác cả. Dạ. Bác cả thì là cũng có tuổi rồi. Bây giờ cái công việc thì bác cả cũng không lo được, giống như là bác còn không lo được như chú Cai, còn kiểu là tuổi tác thì là còn ít hơn. Chú còn lo lắng được là bác cả thì là có tuổi rồi, bây giờ cũng kiểu cũng không được như trước nữa. Chú Cai là tính ra diện theo như bà con ở dân tộc Tày là chú là ông trẻ rồi cả nhà. Chú là chú Út. Chú Út. Chú Út nhà đây là nhà của ông bà đúng không? Đây, vâng. Nhà chú, ông bà đây nè. Đây là con của nhà của bác cả đấy. Nhà bác cả đây ha. Vâng ạ. À. Bác cả. Ở chỗ này nhà to ở đây, còn cái này là nhà bếp thôi. Đây mới là nhà bếp thôi ha. Vâng. Còn nhà to là ở đây cơ. Đây cái nhà bếp. Còn nhà to thì đây là ông bà cuốn luôn rồi đó, hai bác cuốn luôn đi là mất rồi đó cả nhà. Còn đây cái nhà bếp còn sót lại, cái xe ô tô nó trôi xuống dưới đây luôn đây cả nhà. Là nhà bác của nhà chú Cai, là anh trai của nhà chú Cai đó. Cả nhà thấy là quá kinh khủng, bữa nay nước không có cho nên là nó hơi buồn, vợ đi hơi khó. Hôm bữa có nước là nó trôi mà bây giờ nó chảy nước bên kia, nó không còn xói đá lên nữa mà. Thì anh em lực tàng ngày hôm nay xuống dưới đây là gồm hết tổng các hộ dân, gồm có 10 cái nóc nhà của nhà chú Cai là bị cuốn mất và thiệt hại là tổng là 12 người mà tìm được là 11. Thì như vậy là cả nhà thấy rằng là một cái gia đình cả họ là mất mát quá lớn. Alo. Trong cái khu vực làng lũ này. Vâng, cô và một ngôi nhà sót lại cái cả nhà. Cháu là ở đơn vị đó à? Đây là trong này là thế cô cảm ơn cháu ạ. À. Dạ. Vâng. Đây chú Cai đây cả nhà. Vâng. Chào chú Cai nha. Vâng, chào dạ. Chú. Rồi, coi là còn có một mấy người đó hả? Vâng. Đây là con gái. Đứng lên đây Phương. Đây là con gái của cái anh cả của anh thứ hai vớt được ấy. Đấy dạ. Con gái. Con gái cả của anh thứ hai. Vâng. Bây giờ dạ. Em cậu nó chưa tìm thấy đang ghi đủ đấy. Dạ. Ồ, thế là gia đình tổng bây giờ còn được có mấy người đây thôi đấy hả? Vâng. Là mất hết còn mấy người đây. Còn hai anh nữa. À. Ba anh nữa. Dạ. Bố này là hàng xoan này. Thế ta cháu gài cái này vào cách đó. Vâng. Hàng xoan là thứ hàng dương, giang, cương. Đấy. Là thiếu 5 người nữa. Thiếu 5 người nữa. 5 người vẫn thì hỗ trợ tìm thôi. Là tổng nhà chú Cai như bữa chú Cai nói á, là rơi vào 10 cái nóc nhà
vâng, đúng không ạ? 10 cái nóc nhà. 10 nóc nhà. Vâng. Ừ. Nhưng mà trên trên người còn sống. Vâng. À, 10 nóc nhưng mà ở đây là còn một nóc nha cả nhà. Vâng, đây là một nóc đây, vâng, đây là đúng rồi. Nóc. Đúng rồi. Nóc rồi. Sao ạ? Đây là nhà của chú Cai đây luôn đúng không? Vâng, đúng nhà ông ta. À, chú Cai là nhanh chóng là vượt lên đỉnh đồi và lôi vợ con lên. Lên bên đằng này. Để vợ con lên đằng này vâng. Là may mắn sống sống sót là chỉ trong gia đình là anh em chỉ còn có mình chú Cai thôi. Vâng. Còn đây là các dàn con cháu. Con cháu. Ở nhà thấy không? Còn vợ của chú thì bây giờ là đi trong con gái chăm sóc con gái ở bệnh viện tỉnh rồi. Dạ. Còn hai đứa cháu thì bây giờ rồi xuống Hà Nội, viện Đức Hà Nội rồi. Dạ. Cấp cứu. Tức là nhà chú Cai là có một cháu gái là đang bị thương đúng không? Với lại một một người một đàn người ông. Con, một người con của nó là cũng đi theo mẹ cũng bị người đưa vớt được thôi. À. Cũng sống hết cả hai người. Là hai người đang cấp cứu. Nó tung ra là cái cột điện kia người ta vớt được. Dạ. Vâng. Là tổng. Như hôm anh kể đấy, đúng thế luôn đấy. Tổng cái số người mà gia đình mình từ khi mà nó đang bình yên đó, là bao nhiêu người anh ca? Của 12 hộ. 12 hộ được bao nhiêu nữa nhỉ, chú còn không nhớ được nữa. À là giờ là vừa nó đông cơ, đông lắm. À mà đang đi làm ăn xa vâng. Đúng không? Anh em gặt lúa giết các thứ phải 6 mâm, 7 mâm chứ phải hết cơ. Đây là cô chú, toàn chú cháu nhà mình thôi. Dạ, dạ, nó còn là, mình. Dạ là đang có người làm ăn xa. Vâng, đi xa. Nhưng mà cứ như cái anh, anh này này, đứng đây này. Là nó lên Sapa đi lại mai múc nó mới còn sống ấy, không nhà nó chết rồi. À, dạ. Vâng, làm ăn xa. Đấy,